Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Rất vui được gặp anh em ở clip lần này. Lần này mình không biết Tara được rồi. Mình tính xin chơi Violet để mình test skin mới mà cuối cùng không được chơi anh em ơi. Tại bạn mà ở chỗ mất tiêu rồi. Ok, trận này cũng không chơi được Tara luôn. Bạn Tara cơ bích luôn rồi. Chắc là mình sẽ bích mùi tướng AD để cho phù hợp cho tem nó đủ loại hình nha anh em. Ok, tem bạn có vị tướng Violet có vẻ khá là tốt nên mình sẽ chọn một vị tướng sốc sát thương nha anh em. Chắc là mình chọn Joker nha anh em. Ok, mình sẽ chọn Joker để chơi trận này. Joker có cái chiêu hay đỡ được ram của con Nagrod nữa nè, và đỡ được cái độ cấu rỉa xuyên sóc sát thương của bạn Violet nữa. Ok, bạn ấy đổi bạn Tara với mình. Thôi, mình sẽ chơi tướng cũ để khỏi làm gánh nặng cho team nha đây. Ok, bắt đầu trận đấu thôi nào. Mình trận này mình sẽ chọn bạn Ngọc Trâu cho bạn Tara cho đi. Bạn Ngọc đỏ mình sẽ lên 10 viên tóc đánh máu giáp. Xanh mình lên 10 viên máu ra giống này kêu và tím mình lên 10 viên máu hoàng đó tất cả nha đi. Ok, bắt đầu trận đấu mình sẽ đi vào đỡ cái con bùa, nói chung là canh bùa hộ bạn rừng nha. Bạn rừng mình là bạn ghi đu đi rừng nên là sẽ rất farm rất là lâu luôn. Có thể là nếu mà bạn chia phá là mình sẽ bị thọt nha đi. Ok, có bạn rắc thì mình cứ đứng trước mặt rắc để bằng rắc kéo mình trúng mình, không có trúng được cái bùa thêm mình nha. Xui quá, bạn ấy chạy vòng bụi cỏ là mình rất phương hướng, mình chạy không có đưa ra trước mặt. Nhưng mà hên bạn kéo mình ghi đu ra. Thôi mình sẽ phân phụ ghi đu cái con bùa này quá nha. Bạn này lì nè, mình sẽ cấu rẻ anh em. Chơi nó luôn biết ơi. Ok, mở giao tranh luôn anh em. Mít ơi, tốc biến tới luôn. Ừ, hay quá Mít ơi. Rồi, bạn này mình chắc mình sẽ kết liễu nó trong trụ luôn cho bạn. Ok, chỉ trong đầu cho mình thôi. Bạn AD cũng cấu nghĩa và kết liễu được AD thêm bạn luôn rồi. 1-0-1 cho con mình rồi chứ nha. Trận đấu bắt đầu khá là dễ dàng luôn khi mà bạn HP kia quá là ham mạng, khá là kham con bùa. Đã không kịp rồi thôi. Ok, AD ơi, chạy đi AD ơi, bỏ để tôi lên nè. Rồi, xong AD cũng tham mạng luôn anh em ơi. Mình sẽ lên rình rình để coi bạn ấy biến về kịp không. Nếu không biến về kịp thì mình hốt nó luôn nha anh em. Ok, đi làm một quả nè. Thôi, thấy nó biến về xong mình khá được con quái nhỏ không nè. Cũng không khá được con quái nhỏ luôn. Rất là xui luôn nha anh em. Cố gắng cấu rỉa để cho AD nó hết máu và AD mình kết liễu luôn nha anh em. Cái chất tướng một cặp đôi bài trùng này mình cũng chơi chung khá là nhiều lần khi đi Tara với Joker anh em. Tara là tính chất cấu rỉa và đưa đầu để đam cho tem mắng, và còn Joker là một con có thể chất biểu tem mạng trong đôi trên mạng trong dòng bộ combo chuyên cho đi. Chết rồi, mẹ này chắc mình chạy không kịp rồi. Có bài mít xuống nữa, đam khá là cao rồi. Ok, quân tử trả thù 15 chưa muộn nha anh em. Cứ thế mà không sao đâu, mình sẽ gỡ, còn thở là còn gỡ nha anh em. Đang có giao tranh ở khu vực đường top, đừng tạo thần nè. Mình tới đây sẽ lên để hỗ trợ cho team nha anh em. Bạn biết là hạ bạn nhà đẹp của team mình nữa rồi, đẹp ơi. Biết nó khá là xanh luôn rồi, biết đẹp thế quá. Đây là cái gì các bạn ơi? Chắc mình trận này mình lại phải ăn hết mạng của AD luôn quá. AD yếu quá rồi mà. Ok, trận này đầu tiên mình sẽ làm cái miễn thống hồi máu để mình giải chóng cho con rất nhanh luôn. Đây có được cho nên mình sẽ mở cái mắt cho đây nha đây. Ok, bị hút luôn rồi, hết cái giải chóng luôn rồi em ơi. Rồi, bạn nào rốc hết máu rồi. Ok, mình sẽ bật tất thành gì dưới hai cho nha. Chạy hộ bạn ơi.
ok, nghe được, nghe được, chào mừng rồi đây. Tố báo, mình hết báo rồi em ơi. Bỏ đây em ơi. Cái gì đó trong game khá là... Nếu khi mà bạn đi đôi rừng thì khoa sẽ rất là lâu luôn nha đây. Nên cố gắng của mình càng hết game nó sẽ càng lâu nha đây. Tên mình có bạn Guido sốc sát thương và bạn Joker nữa. Đây, hai đối thủ sốc sát thương cực kỳ tốt luôn. Và Tara kết hợp Tara khống chế và làm chậm và cấu nghệ đối phương nữa. Thì phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn nha em. Ok, trận này mình sẽ cố gắng cho AD tên bạn khỏi chơi game luôn em ơi. Cái chất tướng của Tara thì cấu nghệ cực kỳ tốt và nó không sợ với con tướng cấu rẻ dạng như Violet nha đây. Mấy con mà dạng như Violet và Joker là Tara cần tốt nha đây. Thôi bạn này FB nó hết máu rồi, mình chỉ giết luôn FB đó, tại vì FB nó thiếu cơ động hơn. Nếu với AD nó có thể là nó còn tốc biến và có thêm một năng nữa, có khi mình sẽ không dí điều kiện nữa nha đây. Ok, Tara để tôi có chút là chết luôn em ơi. Chạy được, chạy xuôi, chạy hộ luôn thôi. Ok, biết lên nữa nè. Ôi trời ơi, hết máu rồi em ơi. Bạn đó mình tham quá em ơi. Anh em chơi game nhớ bình tĩnh, đừng tham cho mình nha đi. Tham quá tham rồi. Bạn rừng mình khá là tù khi mà đi nhiều nó cứng. Đi đu đi á, rừng người ta khá là lo. Nhà này vàng còn thua mình đó. Nên là thua mình cả 700 vàng nữa đi thôi. Ok, bạn ở đây mình chơi cũng khá là tốt đó em ơi. Bạn ở đây mình 322 rồi. Mình đâm 22 đi đi. Bạn nào đi HP cũng đang rất mạnh qua đây hết trơn. Ok, ra đây. Ra đây các bạn, cứ canh ra đây các bạn vô chơi thôi nha. Có bật top mình đang dưới bật lên nè. Này, bạn nói chúng con. Ok, team mình đang 4 người. Đây là mình có thể là bạn cậu giết nó luôn nha nè. Đúng không? Đúng không ơi. 6, 2, 4 cho mình rồi nè. Thôi thôi. Bộ ra xử lý rất là quyết đoán của mình. Em chút nữa là chết luôn rồi. Hết combo, có chiêu nào xài chiêu đó. Có luôn mỗi cờ nó xài luôn, mỗi cờ luôn. Xíu nữa là chết luôn. Không sao nữa. Ok, có bạn biết tấu khá là đau. Mình đấu với em ơi, từ đời thôi. Thì mình có Joker nó đứng ngoài sau, cấu rẻ rất là tốt luôn em ơi. Chơi Joker nên nhớ rất nhiều vị trí tốt cho anh em. Nói chung là đó là một vị trí cấu rẻ khá là tốt nên mình cứ ở ngoài sau và cấu rẻ thôi. Mình đấu quá mất mẹ nha anh em, tại vì nó cũng là một cái thứ khác mà. Ok, mình sẽ pha combo này, tranh thủ lúc nó lúc chơi đẩy lên cái trụ đó. Hay có nhiều người đó, mình đẩy trụ ra. Lên được một cái trụ. Ra là có thể là một cái trụ đó đẩy lên. Thì nên là yêu và có thống chế nha anh em. Đây một pha mở combat khá là tốt của bạn Rock Guido luôn đây ơi. Cấu khá là đau luôn. Đây bạn Guido đi rồi, bây giờ chỉ cấu khá là đau rồi đây. Vừa trốn vừa cấu nên là mở combat vô là thực sự thấy bạn này mình nói chung chơi khá là ngon luôn đây ơi. Có những người tướng mở combat giống như Astrid rồi thì Pharah nữa. Có người tướng để mở combat không đây luôn. Chỉ cần thả chúng một cú trốn cư lưu và một cú cú bắn cái góc chơi là muốn chết rồi, giờ có mình bỏ trong bát vô nữa thì thứ gì chịu nổi đi. Ok, mình cố gắng ép luôn cái trụ siêu cấp nha nè. Ok, một trụ siêu cấp đầu tiên cho tên mình luôn đây quá. Anh em nếu thấy phong cách chơi hợp lý và mua đồ hợp lý, anh em có thể lên vào trận dây và thử một trận các bộ trang bị và bộ đồ để coi thử chơi rất là hợp lý trong với mình thôi nha. Ok, khi nào mà xem video thấy hay và thích thì đừng quên like, subscribe.
khi như để tay mình đẩy mấy trụ nốt hai trụ sẽ bắt còn lại như thế. Em địch chết ba quân ta còn nguyên chết một như thế. Trụ sư cấp thứ hai có điện thế này. Rồi, có lẽ là mình sẽ kết thúc trận đấu này thôi nha. Nếu có lần nữa kết thúc trận đấu, 3 đường đẹp đến đây. Vô gắn cảnh 3 đường đi rồi. Đi lên đây. Mình cấu rẻ bằng nào đó. Khá là tốt. Ok, 9 hay 11 dành cho mình nha em ơi. Rồi, trận siêu cấp thứ 3 đã. Có lẽ là cuộc trận mình luôn em ơi. Trời ơi, còn thắng vậy. Vô luôn em. Ok, mình chơi kết thúc trận đấu tại đây luôn em ơi. Cảm ơn anh em đã xem video này thú vị nha. Nếu thấy hay thì hãy like, share và đừng quên ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em. Great responsibility.